gì đây? Cậu bắt đi quá. Nào, nào. Sao mình có thể thua ra? Lâu mới vào được quần côn của tớ nha. Thôi, rớt xuống nước rồi. Lấy đem đi cậu. Ơ Giang ơi. Cái gì vậy? Ở đây có con cua này. Đâu đâu? Đây. Ừ nhở. Wow. Ôi, sao đây lại có cua nhở? Ơ, đây có thêm con nữa này. Ừ nhở. Đây 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 cậu ơi. Đây đây. Ai, nó cắp vào tay tôi. Ôi, nó cắp vào tay tớ. Đây đây có một con này. Ai ui, ai ai ui. Nhưng mà tớ sợ lắm, tớ không dám lấy đâu. Bạn có bắt được không để tớ bắt cho? Tớ sợ đã. Đưa tớ bắt cho. Tớ bắt được rồi, ba con này. Để tớ vào tớ lấy chậu nha. Đây có một con nữa này. Đây tớ vừa lấy về lấy chậu đây rồi. Bỏ vào đây. Ui, được 4 con rồi các bạn ơi. Đây tớ bắt thêm được con gì đây này. Đố Giang biết đây là con gì? Tớ không biết. Con này giống con tôm cậu ạ. Con tôm hả? Ừ, con tôm mà, con 4 càng thôi. Con này con gì nhỉ? Tớ không biết đâu. Hai cái râu nữa này. Các bạn có biết đây là con gì không? Đúng, con tôm rồi. Con tôm này là con tôm bị biến dạng ấy. Kệ nó, cứ bỏ ở đây luôn. Ôi này. Ôi đây có con cá bống này. Bắt con cá này. Ai? Con cá gì nhỉ? Ây dồi. Ôi con nhện này. Đây rồi. Ui. Ui. Con gì đây? Con cá gì đây? Cá mày mại à? What? Không phải, con cá này chưa. Con dâu à? Có dâu à? Con này nó có dâu này. Ừ nhỉ. Ơ. Giống con cái quả sao cậu ạ? Trơn lắm, hình như là con cá chạch hay sao ấy. Chạch á? Ừ. Cá chạch là cá gì? Tớ không biết cá chạch. Tớ không biết, người ta gọi thế thôi. Bỏ chơi. Bỏ vào đây. Ôi trời ơi, trời mưa xong bắt nhiều được nhiều cua thế. Ôi, nhỉ? Nhiều thế, thế này thì ôi. Về tha hồ mà chơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tớ vẫn chưa biết cái con lúc nãy là con gì cậu ạ. Con này này. Tớ không biết. Lúc nãy tớ bị cái con cua càng. Ai ôi. Tớ vẫn không biết con này không phải con tôm nhỉ. Nãy tớ bị con cua càng này nó cắp này các bạn này. Wow. Cắp vào tay đau lắm đấy. Lần sau các bạn bắt phải chú ý nhá. Không được dí tay vào cái càng này nhá. Đấy, dí tay. Ai ôi, nó cắp tớ. Really nigga. Ôi, con này bị rụng càng rồi này. Đây à? Ừ, đây này. À, tớ đố min nhá. Con gì 8 cẳng 2 càng 1 mang 2 mắt mà lại bò ngang? Con gì nhỉ? Con gì mà tận 8 cẳng? 8 cẳng đây. Ơ, các bạn có biết con gì không? Hỏi anh min với. Con tôm phải không? Không phải. Con nhện. Đúng con cua này rồi Giang ơi. Đúng rồi, đấy là con cua. Con cua này nó chỉ bò ngang thôi, nó không biết đi dọc đâu. 2, 4, 6, 8. Ôi, cẩn thận nó cắp kia. Đúng 8 cẳng rồi. 2 càng, 1, 2 càng này. Và nó bò, đúng 8 cẳng, 2 càng không? Này. Giang ơi, nó có ăn được bim bim không? Hả? Ăn được kẹo mút không? Tớ không biết, nhưng mà cậu cứ về lấy mang sang đây. Nó không ăn được hả tớ? Cái gì? Ôi, giải. Hai. Okay. Ô, con trạch này nó bị con cua nó cắp chết rồi cậu ơi. Cái gì chưa anh Giang? Hình như cậu ơi, con cua hoàng đế. Con cua hoàng đế to khổng lồ sao ấy. Con cua hoàng đế á? Ừ. Tớ chỉ thấy con cua ở trên nồi chứ thấy con cua nào là như thế. Ô, thế cậu cũng được ăn cua hoàng đế rồi á? Ừ. Ôi à. Sao mà nó to vậy? Giang! Ôi, Min ơi! Ôi, nó đang đuổi đấy kìa! Đang sao rồi cậu? Ôi, tớ có quả bóng này! Để tớ lên tớ chiến đấu với nó! Ôi, cậu ơi! Ôi, nó đang gào gào! Ôi! Chết mày này.
kiểu gì? Ôi sao con cua nó vẫn chạy theo mình nhở? Ôi Min ơi, ôi. Ôi mệt quá. Ôi Min ơi, giờ phải làm sao bây giờ? Ôi Min ơi giúp tớ đi. Ôi con cua vua kia nó cứ đuổi theo tớ ấy. Oh no. Ôi lại còn một đống cua này nữa chứ. Giờ mình phải làm sao nhở? À, mình nghĩ ra rồi. Chắc các bạn cua này là cua con của vua cua đấy. Oh no. Thế thì mình phải mang lại giả cho bạn ấy thôi. Đúng rồi. Vua cua ơi, ra đây ta trả lại con cho ngươi này. Ta trả lại con cho ngươi nha. Min ơi, dậy đi. Min, dậy. Dậy thôi, con cua nó đi rồi. Nó thả cua hết đi rồi cậu ạ. Con cua mà lúc nãy mình nhìn thấy cua khổng lồ ấy, nó là con cua vua. Đây là đâu? Tôi là ai? Min ơi. Min. Giang à? Ừ, thôi đi về đi.